Thưa các bạn, người xưa có câu gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Nhiều người thường xem thường những thói quen nhỏ nhặt trong cuộc sống, cho rằng nó chẳng đáng gì, chẳng có ảnh hưởng gì. Nhưng thực chất, từ chính những thói quen bé xíu tưởng chừng có thể bỏ qua đó lại có tác động cực kỳ lớn đến cuộc sống, hôn nhân, nhất là đối với người phụ nữ. Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Xin được kính chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc. Ở xã hội này vẫn có quan điểm trọng nam khinh nữ. Sự xuề xòa, sai sót của đàn ông thường được cho qua, được xí xóa. Nhưng với đàn bà lại cực kỳ khắt khe, bị soi xét, thậm chí lên án đến tàn nhẫn. Vậy nên sinh ra làm người vẫn nên tự tu thân dưỡng tính. Sinh ra làm phụ nữ lại càng phải nhớ kỹ hơn, càng phải chú ý tiểu tiết hơn. Chớ đừng có xem thường năm thói quen tưởng nhỏ nhặt này, kẻo chính là tự hủy hoại phúc báo của mình, khiến cho tình duyên, hôn nhân gặp trắc trở. 1. Đăng quá nhiều thứ cá nhân lên Facebook. Phơi bày quá nhiều chuyện cá nhân lên trang Facebook chính là một sai lầm tai hại của người phụ nữ, đặc biệt là việc công khai kể xấu chồng, than buồn khổ cho cả thế giới cùng biết. Bởi người đồng cảm thực sự với câu chuyện của bạn thì chẳng có mấy ai, nhưng người âm thầm cười trên nỗi buồn của bạn, mang chuyện của bạn ra làm trò cười lại nhiều vô kể. Bởi vậy, đừng hễ chuyện gì cũng lôi lên mạng xã hội nói. Có những lời lỡ nói ra sẽ không có cách nào rút lại được, không cách nào có thể vãn hồi được nữa. 2. Quá tò mò tọc mạch. Có nhiều bà vợ tự cho mình cái quyền được kiểm soát không gian riêng tư của chồng, bất kể là điện thoại, máy tính hay những ứng dụng mạng xã hội khác, vợ đều tò mò muốn biết chồng mỗi ngày chuyện trò với ai, tương tác với người nào, có gì mờ ám hay không. Nhưng quá tò mò tọc mạch sẽ khiến cho chồng, khiến cho những người xung quanh cảm thấy khó chịu, cảm thấy bị quản thúc và luôn muốn xa lánh. Nhất là với chồng, khi cảm thấy không được tôn trọng, tình cảm vợ chồng sẽ nhanh chóng rạn nứt. Đàn ông tổn thương lòng tự tôn sẽ rất dễ chán nản mà ra ngoài mèo mỡ. Vậy nên, phụ nữ muốn quản thúc chồng cũng nên khéo léo, nhẹ nhàng, biết dùng mưu mẹo hơn là thể hiện những hành động thái quá như vậy. 3. Không biết giữ thể diện cho chồng. Phụ nữ nên biết rằng, với đàn ông, sĩ diện là thứ vô cùng quan trọng. Nó chính là thứ thể hiện bản lĩnh của họ. Vậy nên họ không cho phép ai làm tổn thương nó, nhất là vợ mình. Cho nên có những chuyện vợ chồng đáng ra nên đóng cửa bảo nhau, thì nhất quyết đừng bao giờ mang ra chốn đông người mà bàn tán, kể lể, than vãn, bêu xấu chồng. Người phụ nữ dại dột nhất ấy là khi đi kể xấu chồng với thiên hạ. Bởi xấu chàng thì hổ ai? Sau những câu chuyện vợ kể, người ta sẽ quay ra thương hại chính người vợ đấy. Cho nên trước chốn đông người, phụ nữ hãy dịu dàng, nhỏ nhẹ và nghe lời chồng, chớ có cau mày khó chịu bắt anh ấy làm theo ý mình. Đó chính là giữ thể diện cho chồng, cũng chính là giữ thể diện cho mình. 4. Nhặt hay than vãn. Phụ nữ quá khắt khe với người khác, nhất là với chồng, hễ mở miệng là buông lời phàn nàn, cằn nhằn, chỉ trích, cả đời sẽ chẳng thể nào an yên có được phúc báo. Bởi quá cau có, trong lòng chất chứa nhiều sự khó chịu, không những tự bản thân chịu khổ mà còn khiến cho người thân, chồng con bên cạnh thấy mệt mỏi, căng thẳng theo. Hôn nhân vì thế mà cũng dần rạn nứt, lạnh nhạt. Phụ nữ nên biết mở lòng, biết bao dung và chấp nhận khuyết điểm của người khác, nhất là với chồng, người hàng ngày kề cận với mình. Bởi trên đời không có ai hoàn hảo, kiếm tìm một người không bao giờ sai lầm, sơ sót là điều không thể. Vậy nên, hà cớ gì tự làm khó mình, làm khó người. Cứ vui vẻ mà sống, bao dung mà sống. Sai thì nhắc nhau sửa, cùng nhau thay đổi. Vậy chẳng phải nhẹ nhàng, ung dung hơn nhiều hay sao? 5. Mọi ngồi lê đôi mách. Đây là một thói quen xấu của hầu hết cánh chị em phụ nữ. Tuy nhiên mọi thứ nên ở một mức độ chấp nhận được.
Và những câu chuyện nghe thấy ở chỗ này chớ có mang đến chỗ khác, vừa kể, vừa sáng tạo, vừa thêm mắm dặm muối. Xuyên tạc chuyện của người khác chính là một trong những tội khẩu nghiệp vô cùng nặng nề. Bạn hãy thử nghĩ mà xem, còn ai dám tin vào lời nói, dám kết bạn với một mụ đàn bà chuyên đi xuyên tạc mọi chuyện hay không? Đặc biệt, kỵ hơn cả là việc phụ nữ đem chính chuyện trong nhà, chuyện gia đình, chuyện chồng con đi kể khổ, than vãn. Bởi điều đó sẽ tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm, có thể gây ra những hiểu lầm không mong muốn trong gia đình. Đàn bà chỉ cần sống tốt, còn lại đã có trời cao an bài. Phụ nữ nhất định phải thử cảm giác đọc một cuốn sách hay, ra ngoài dạo phố, ngắm nhìn và cảm nhận nhiều hơn. Nếu có thể, hãy đến một vùng đất khác, tiếp xúc với một nền văn hóa mới, gặp những con người mới lạ, học hỏi, tận hưởng và trau dồi không bao giờ là thừa với người phụ nữ. 1. Một khi vượt qua giông bão, con người mới thật sự có một lễ trưởng thành đúng nghĩa. Còn nếu không thể, chính là bạn vẫn còn cơ hội thứ hai. Vì ai cũng sẽ phải trưởng thành theo năm tháng, không có sự thất bại nào là bước đường cùng. Kết thúc chính là khi bạn chấp nhận mình thua cuộc và không còn muốn cố gắng. 2. Phụ nữ, ai cũng từng phải tự mình vượt qua một khoảng thời gian không có ai giúp đỡ, không có ai ủng hộ hay quan tâm. Nhưng những người phụ nữ ấy sau đó đều sẽ mạnh mẽ vô cùng. Tùng bách bao năm trong thâm u vẫn xanh tốt dù chẳng cần ai hỏi thăm. Mai giữa tuyết không bạn bè, qua gió rét vẫn rực rỡ khi xuân về. 3. Không ai giúp ai sống tốt hay hoàn thiện hơn. Thời gian cũng không khiến cho ta trưởng thành hơn. Sống tốt hay không, phúc hay họa, yếu đuối hay mạnh mẽ đều do bản thân ta quyết. Cốt nhất vẫn là không thể bỏ cuộc rèn giũa bản lĩnh, tài hoa, phẩm hạnh thì bạn mới có thể tự hạnh phúc được. 4. Phụ nữ khôn ngoan không tranh cãi với một kẻ ngốc, thể hiện sự nóng tính ra ngoài là bản năng, biết kìm nén để giữ lý trí mới là bản lĩnh. 5. Không chìm đắm trong quá khứ, không vọng tưởng chuyện tương lai. Từng phút từng giây ở hiện tại nhất định phải sống trọn vẹn nhất. Có như thế, bạn mới thấy sinh mệnh của bạn không hề vô nghĩa. 6. Phụ nữ nhất định phải thử cảm giác đọc một cuốn sách hay, ra ngoài dạo phố, ngắm nhìn và cảm nhận nhiều hơn. Nếu có thể, hãy đến một vùng đất khác, tiếp xúc một nền văn hóa mới, gặp những con người mới lạ, học hỏi, tận hưởng và trau dồi không bao giờ là thừa với người phụ nữ. 7. Dù là bạn đã gặp phải ai thì đó đều là người bạn phải gặp. Bạn sẽ không gặp một ai vô ích và ngẫu nhiên cả. Ai đều sẽ để lại một dấu chân trong đời bạn, hay một dấu ấn trong trái tim hay sự trải nghiệm của bạn. Chuyện gì tới đều là chuyện phải tới. Người nào đến hay đi đều đã có sắp đặt. 8. Nếu chuyện không như mong muốn, hãy tin tưởng rằng Thượng Đế đã có an bài khác dành cho bạn. Trời cao luôn cho bạn một lối đi khác. Chỉ cần đủ lòng tin, bạn chắc chắn vẫn còn tất cả trong tay. 9. Duyên phận cũng giống như một cuốn sách. Nếu cứ vô tình lật qua thì cũng như duyên lướt qua nhau rồi sẽ mất tâm. Hay nếu đọc quá kỹ, quá chú tâm, bạn chắc chắn sẽ rơi nước mắt. 10. Ngày hôm qua đều như chiếc bóng rồi sẽ phai mờ. Thời gian đến rồi đi như kẻ lữ hành. Nhớ đó rồi cũng sẽ quên đó. Cuộc sống vạn vật cũng như mây trời. Thấy đó rồi cũng mất đó. Chuyện ở đời vốn sẽ chẳng có bất bình nếu lòng người không bất bình. Lòng có thể yên như mây trời, chuyện đời cũng sẽ nhẹ như khói sương. Rồi sẽ có lúc bạn nhận ra đời người mỏng manh vô thường, dễ thấy mà cũng dễ tan biến. 11. Phụ nữ ở đời chỉ nên chọn tiếp nhận những gì tốt cho trái tim và bộ não của mình. Điều gì hại tim, không tốt cho suy nghĩ và cuộc sống của mình, đừng để cho nó tồn tại. Hạnh phúc của phụ nữ là ở cách chọn điều gì cần giữ, từ chối điều gì tình vô chảy nước. 12. Tình yêu hay hôn nhân
đều không gắn liền với sinh mệnh của phụ nữ. Phụ nữ có thể sống khi không còn tình yêu, hay có thể hạnh phúc khi hôn nhân từng tan vỡ. Sống chết ở bạn là do bạn quyết, không liên can gì một người dưng không còn thương. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.